Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật chủ nhật. Cái surprise này là mình vui lắm rồi đúng không? Cái gì đến bất ngờ cái vui. Lâu lắm rồi không có surprise. Đây là hoa rừng, mình cũng đây là mình chăm chút từng nâng niu từng cánh để tặng Nhiệt Lan cho mình. Có bàn tay Việt Hòa cắm. Có bàn tay đổ nước cho mấy cháu. Vậy là vui lắm rồi đúng không? Happy birthday em. Surprise ha. Hồi sáng mới suy nghĩ ra đó. Sinh nhật chưa dạ. Dạ, chúc bạn tươi mãi. Bạn mình đã tươi rồi, bây giờ tươi mãi luôn. Dạ, mình phải muốn cho là mỗi năm mình mỗi năm mình celebrating birthday của Nhiệt Lan ngoài Phạm. Different. Either one of us. Right, that's a good idea. Tại vì mình được tháng 7. Việt Hoa là tháng 7 luôn, đầu tháng 7 chi cuối tháng 7. Ngay mùa hè mình là mình mà đi hội đồng mới là xuống Việt Hoa tổ chức birthday cho Việt Hoa. Thì hội đồng lúc nào cũng là cái khoảng đó hết trơn. Tại vì tụi mình năm nào cũng nếu mà bây giờ họ họ tổ chức nhiều tiểu bang khác. Chứ còn mỗi năm là cứ xuống Orange. Là đúng cái tuần đó.